Một cái bất thường màu sọ
dễ dàng sử dụng. Đánh giá đây một cái dấu hiệu đó là một cái chu kỳ bọc đầu ha, cái chu kỳ bọc đầu nhỏ thì nó một cái bất thường của cái hộp sọ ha. Thì như đây nói là những cái mốc mình cần chú ý, một là hoa bắt không xuống ha, đây là cách ngang đồi thầy để chỉ trở đi dựa là đồi thầy, dựa đây sẽ là cái nào thứ ba. Cái này là chính là cái hoa bắt không xuống ha, một cấu trúc rất là quan trọng. Mặc dù ở người lớn nó sẽ biến mất, nó sẽ không có, tại vì chỉ nó chỉ tồn tại như là bảo thai thôi, và người lớn chỉ còn khoảng chỉ vài phần trăm nó có xuất hiện cái hoa bắt không xuống này, đa số sẽ đóng lại, là hai cái bán đá của bắt không xuống sẽ đóng lại, nó mất đi trên cái hình ảnh em ra nhà thì sẽ không thấy, người lớn không thấy, chỉ có tồn tại ở thai nhi thôi. Mình sẽ thấy được cái hoa bắt không xuống đồ thị, và cái cong cong đây chính là cái rãnh của hồi mẹ ha. Đây là cái những cái dấu hiệu đó, cái chỗ cong cong, cái chỗ cong cong này nó sẽ tạo thành cái mũi tên chỉ về hướng chậm ha. Đây là cái vùng này mình xóa về bé ngay là trước mặt bé ha, thì cái chậm của mình nó sẽ tạo thành cái đường cong tạo thành giống cái mũi tên á, chỉ về hướng cái vùng chậm của bé. Thì đây là một cái hình ảnh để mình nhận ra đây là một cách ngang đồ thị. Thì ở các ngang đồ thị mình có thể đo được tính lực định, từ đo chu kỳ đầu mình tính cái chậm trán. Thì như anh chị thấy đây cái hình ảnh của đo cái chu kỳ đầu, mình sẽ đo cái tính lực định, có thể đo được tính lực định có nhiều cách nữa. Đây mà thường cách sử dụng nhất ở Việt Nam mình sẽ đo là ngoài trong, ngoài trong thôi. Tuy nhiên có một số cái phương pháp ta sẽ đo ngoài ngoài hoặc là trong trong hoặc là trên bàn xương, cái đó tùy thuộc vào các bạn mà tham khảo của mình đối chiếu mình sử dụng thì mình sẽ chọn cách đo riêng. Tuy nhiên nếu mình thường sử dụng cái bàn đo hát lốc thì mình sẽ đo từ ngoài trong ha. Còn chu kỳ hồng đầu thì mình sẽ đo chu kỳ chung quanh cái vùng mạng xương, còn đo đường kính chậm trán mình sẽ đo đường kính dài nhất của cái trước sau của cái hộp sọ. Thì dựa trên cái đó mình sẽ chẩn đoán được cái đầu nhỏ hay đầu to dựa trên cái bảng tham khảo mình sử dụng. Nếu mà dưới các vị thứ thường dưới các vị thứ một, thứ ba, thứ một thì mình sẽ nghi ngờ là đầu nhỏ. Còn nếu mà đầu cái chu kỳ đầu lớn thì 90 mình sẽ nghĩ là đầu to ha. Đầu nhỏ thì nó có giá trị ý nghĩa rất là lớn trong cái chẩn đoán tốt thường là nào, đôi khi nó sẽ dẫn đến đầu nhỏ như một số bệnh virus chúng ta chỉ biết đó, nó sẽ gây ra đầu nhỏ thì mình dựa trên cái chu kỳ đầu để mình chẩn đoán. Còn đầu to thì đa số thì nó thường là do di truyền, thường nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm trong cái việc lý. Một cái dạng đầu tiên mình có thể gặp bất thường đầu tiên mình thể gặp trên cái mặt thất này, đó là cái bất thường của cái hộp sọ, chính là cái thai cô sọ ha. Thai cô sọ thì ở đây mình sẽ khi mà cắt được cái mặt cắt đó mình sẽ không thấy được cái mặt cắt đó nữa, tại vì cái hộp sọ đã bé hoàn toàn mất đi, mình chỉ còn thấy được cái phần sàn sọ và vị trí này thôi. Cái mặt cắt này để chẩn đoán cái này bình thường mình sẽ thấy đặc điểm là không thấy cái vòng sọ, mình sẽ không quan sát được cái vòng sọ. Mình sẽ thấy cái nhu mô não, đôi khi mình thấy còn chút cái nhu mô não nó tròn ra khỏi cái vòng sọ. Cái nhu mô não này thường nó cái cấu trúc mình cũng không nhận ra được nó là cái gì nữa, nhưng mà mình thấy một cái khối là một hộp gì đó nó tròn ra từ cái phần cái lý ra là sọ. Mình sẽ cắt được nó cắt là người ta nói là cái mặt cắt điện khá điện hình của cái thai bộ sọ, chứ nó mất tích thôi. Có nghĩa là cái mình thấy hai cái mắt của bé, cái trán cái bé rất là dẹp, cái kia là con ếch á, cái này không có thành con, thì nó sẽ thấy là cái hình ảnh này là mặt nó ếch ha. Thì mình sẽ chẩn đoán đây là một cái thai bộ sọ. Cái dị tật này rất là chẩn đoán rất là sớm á, khoảng 11 tuần mình đã nhìn thấy được cái chuyện này, tại vì bao giờ ở bé khoảng 11 tuần mình đã thấy được rồi. Thì khi mà không thấy được ở cái tuổi thai đó thì có thể như là chẩn đoán cái hội chứng cái bất thường thai bộ sọ. Một cái bất thường khác cũng liên quan đến cái hộp sọ đó chính là cái thoát vị não của não ha. Thì cái đặc điểm của cái tổn thương này là một cái mình sẽ thấy ở cái hộp sọ em bé nó sẽ bị khiếm khuyết ở một phần, và có ở cái phần đó nó có những cái khối tổn thương có thể là trống tức là chỉ có màng não không, nó có thể hỗn hợp với cái hình ảnh này. Đây là một cái hình ảnh của cái khối thoát vị ra khỏi cái hộp sọ, thì đó là cái chẩn đoán của cái thoát vị não nào. Thì cái thoát vị não nào này nó khá là dễ chẩn đoán, tại vì dựa trên một cái hình một cái khối nào đó nằm cạnh cái hộp sọ và mình kiểm tra mình thấy không có cái gián đoạn của cái vùng sinh sọ gì đó thì mình chẩn đoán. Tuy nhiên có một số cái trường hợp nó cũng khó khăn hơn, thì mình
chỉ thấy một khối ở nằm gần gần cái bộ vùng học sọ, và mình không thấy cái tổn thương của cái học sọ đó được một cái rất là khó khăn trong chẩn đoán. Và mình đôi khi mình phải chẩn đoán thì chỉ là những cái nang ở vùng da đầu, thì cái đó nó sẽ là cái phần chỉ còn khó khăn hơn. Tuy nhiên khi mà phát vị, bất cứ một phát vị nào ở trong cái cho dù của hệ thần kinh, ví dụ tường não hoặc là của cái tủy sống, đều dẫn đến một cái biến đổi của cái cấu trúc não trong não. Thì ngoại trừ những cái hình ảnh mà trực tiếp là thấy được cái khối nó thoát ra khỏi cái học sọ, thì mình thường là mình cũng sẽ thấy được những cái tổn thương, những cái biến đổi trong cái cấu trúc não bên trong. Thì dựa trên đó mình sẽ chẩn đoán được cái bệnh lý thoát vị não hình ảnh. Thì đây là cái tóm tắt của tôi. Thì các chị sẽ thấy là cái để mình chẩn đoán được cái thai bộ sọ, mình chủ yếu là mình gạt điện chẩn đoán mình thấy không thấy bọt sọ. Đối với thoát vị não hình ảnh thì mình sẽ thấy khối bọt trứng hỗn hợp rồi ra khỏi cái vùng hộp bọt sọ không bọt trứng. Còn đối với cái đầu nhỏ thì nó rất là đơn giản, nó chỉ dựa trên số đo thôi. Dựa trên số đo là cái tu vi vòng đầu dưới cái hai đầu lệch chuẩn, dưới hai lệch chuẩn. Nhưng ở đây mình có thể sử dụng cái thang đo, một là dò theo bản tham khảo, dò theo cái bắt phân vị là Pascaline á. Còn ngoài ra thì mình có thể dùng cái bảng mà dựa trên cái đầu lệch chuẩn ha. Thì hai cái này nó cũng giống nhau, hay đầu lệch chuẩn hay Pascaline nó cũng hoàn toàn giống nhau hay những gì khác. Tuy nhiên Pascaline thường là mình chỉ giảm được cái mức trừ 3% hay 1% là mình hết rồi. Thường dưới 1% thì không có mấy phần trăm, nó không có cái bảng chi tiết, không có mấy phần trăm. Tuy nhiên độ lệch chuẩn thì nó có thể giảm sâu xuống được. Ví dụ như là từ 2 độ lệch chuẩn, từ 3 độ lệch chuẩn, thì từ 5 độ lệch chuẩn càng xuống thì nó lại càng nhỏ. Thì dựa trên cái bảng độ lệch chuẩn mình sẽ đánh giá được cái mức độ nhỏ nhiều hơn là so với cái bảng PCT. Cho nên đối với cái tổ chức siêu âm sản khoa thế giới thì ta tìm nghĩa cái đầu nhỏ là dưới trừ 2 SD, dưới trừ 2 SD. Đó là cái mặt cắt ngang đồ thị. Và cách đó thì nó cũng chỉ một số cái có thường mình sẽ thấy được ở cách đó thôi. Tuy nhiên đa số thường mình sẽ gặp ở mặt cắt này, mặt cắt ngang ngang một bên. Mặt cắt ngang một bên thì mình sẽ thấy được nhiều tổn thương hơn. Và cái hình ảnh của mặt cắt ngang đó khá là giống mặt cắt ngang đồ thị ha. Thì ở điều thì mình cũng còn thấy đồ thị hai bên giữa là thứ ba. Ở đây là cái khoảng cách thông suốt, tôi đã nói khoảng cách thông suốt ở thai nhi mình thấy được, còn lớn thì mình sẽ không thấy ha. Cái khoảng cách thông suốt này đặc điểm nó cũng chỉ xuất hiện ở khoảng từ 17 tuần trở lên, và nó đóng lại khoảng chừng 37 tuần, 37-38 tuần bắt đầu đóng lại nhỏ đi dần đi, và đôi khi ở sau 37 tuần các chị sẽ không thấy được khoảng cách thông suốt này. Tuy nhiên cái khoảng cách thông suốt này nếu mà mình không thấy nó sau 17 tuần hoặc là 20 tuần thì đó là cái vấn đề nó rất là nó là một cái bất thường mà mình phải nhận ra, và đó là một cái dấu hiệu của cái tổn thương chúng ta tư sẽ dị các anh chị. Ngoài ra thì ở một cách nào đó bên các chị sẽ thấy được cái não thất bên ha, cái nguyên tắc mình sẽ thấy được não thất bên. Não thất bên là một cái cấu trúc khoảng trống, ở giữa nó thì có một cái thân dày dày chính là cái nó rất là bạc ha, nó rất bạc các chị. Như các chị biết nó là một cái cấu trúc dùng để tạo ra cho tập tụy và từ cái hạt đó cho hạt nó thấp. Thì đây là một cái cấu trúc rất là rõ ràng. Ở đâu bất cứ nào thất nào cũng có cái đó bạc, cái gì đó thất bên sẽ có nó bạc thất bên, nào thất ba cũng sẽ có cái nào thất ba luôn. Tuy nhiên cái nào thất cái đó luôn bạc ở cái nào thất bên là cái rõ ràng dễ nhìn thấy nhất. Thì đó là cùng những cái mốt quan sát các chị chú ý ha. Các chị phải thấy được cái này thì anh chị mới chẩn đoán đây là cái mặt nào thất bên. Đây hình lớn hơn. Thì phải như tôi nói là cái phần đó là một phần nóng tính ha, nằm ở giữa hai cái sừng này, là cả sừng trước là thấp, này sừng sau là thấp ha. Các chị thấy đây là cái sừng trước, đây là sừng sau. Thì thường mình sẽ thấy được từ 17 đến 37 tuần. Nếu cái phần này nó phải nóng tính ha, nếu mà nó ngọ, nó nghĩa là cái phần rách này nó bị mất đi, hai phần rách nó mất đi, nó phù hợp gọi là còn con rách xuống. Tuy nhiên nó sẽ gọi cái danh từ nó sẽ là cái tắt trong xuống thì mất đi hai cái này, hai cái tắt này, hai cái hai bên chính là hai bên, còn cái giữa này chính là khoang. Khi mà mất hai cái nó không đóng kín được thì có nghĩa là cái tắt trong xuống thì mất đi. Nó là một cái dị tật thần kinh ha, nó là bất sản tắt trong xuống. Thì cái đó thì mình học học rồi thì các chị phải chú ý khoang trong xuống này luôn, khoang đóng kín.
để đo cái mặt cách này mình có thể đo cái não thất của hình bế, mình cần đo cái não thất hình bế để đánh giá được xem cái não thất nó có giãn hay không. Thì cách đo thì mình chỉ thấy mình sẽ đo ở cái chỗ gần sát của cái nó gọi là cái đuôi của chai ha, cái lục đuôi của cái đốm đốm này để nằm ở cái đuôi này ha, hoặc là mình đo ở cái tương ứng với cái vị trí cái rạch đường chậm, cái rạch đường chậm là cái rạch mà tam giác ngay vị trí này các chị thấy không, vị trí này là rạch đường chậm ha. Khi mình đo vị trí đó mình sẽ có cái kích thước rạch bên nó tương ứng với lại cái lúc mà cái chỗ mà nó giao giữa cái những cái não thất bên này không phải một cái đường như vậy, nó một cấu trúc rất là phức tạp ha, nó giao giữa nhiều cái sừng. Cái này mình chỉ thấy là sừng sau của não thất bên thôi, nó còn có sừng thái dương của não thất bên nữa, đây là sừng trước của não thất bên. Thì cái vị trí mình đo nó là chỗ giao giữa cái sừng thái dương với lại cái sừng sau của não thất bên, thì hay ta gọi là cái ngã tư não thất như các chị một số nơi sẽ được chọn. Thì cái vị trí đo thì mình đó được quy định là đo ở phần hộp và rạch đỉnh chậm, hai là cái phần đuôi của cái não thất bên. Thì cái cách đo thì mình cũng sẽ đo là trong ha, giống như đo MT vậy đó. Nếu các anh chị nào đo cái độ dây gáy thì biết mình sẽ đo ở vị trí trong, đây là cái vị trí đúng, còn mình sẽ không đo những vị trí này, những cái vị trí này sẽ đo sai. Và đôi khi đo sai như vậy nó sẽ giúp cho mình và những cái nó sẽ dẫn đến mình chẩn đoán bất thường. Các anh chị chú ý trong cái việc đo đạc thì các anh chị sẽ đỡ cái việc mà chẩn đoán dương tính giả hoặc là âm tính giả. Rồi cái bệnh lý thường gặp đây thì rất là nhiều ha, tuy nhiên tôi sẽ giới thiệu các chị bốn bệnh lý dạng não thất, holoprosencephaly, chạy não và cái khúc xạ đại tràng. Thì như vậy các chị biết dạng não thất thì có một cái chẩn đoán về kích thước rồi, thì các chị đo cái sừng sau của não thất bên và trên 10 trở lên đó thì các chị có thể chẩn đoán được về một cái dạng não thất nhẹ ha. Nếu mà cái dạng não thất này nó trên 15 mét thì mình có gọi là não thất thùy. Cái mức độ nó chia theo cái mức độ dạng từ 10 đến 12 là nhẹ, từ trung bình 12 đến 15 và não thất thùy là lớn hơn 15. Thì ở cái mức độ nhẹ này đa số thì tiên lượng khá là tốt ha. Ví dụ như ở cái mức độ nhẹ này thì hết khoảng 80% bé sẽ bình thường, không vấn đề gì. Có một số trường hợp người ta nói là cái mức độ này đôi khi nó chỉ là một cái biến độ của bình thường thôi, có nghĩa là một người này khác người kia, cái não thất người này rộng hơn người kia, cái đầu người này bự hơn người kia, dẫn đến là cái não thất nó bự hơn người kia. Thường là sẽ cái đầu của trẻ trai, cái sọ trẻ trai sẽ bự hơn, sẽ phụ trẻ của nam giới nữ. Tuy nhiên cái nhu mô não nó cũng tương ứng, nam giới nữ thì cái nhu mô não nó tương ứng nhau, nó không khác biệt. Vì vậy khi mà nói một cái hộp sọ tương như vậy thì cái não thất của bé trai thường nó cũng bự hơn cái gái, cho nên ở cái não thất bé thường nó nói là bởi bé trai và cái não thất khoảng 10 mm thì nó cũng tiên lượng nó nhẹ hơn so với một cái bé gái nó có não thất 10 mm. Vì vậy cái mức độ 10-12 này có thể coi nó là cái biến độ bình thường ha. Thì ở mức độ trung bình thì mình sẽ phải chú ý để cái mức độ này thật sự là nó dài trên 12 mm, và từ cái mức độ nặng thì thường là nó tiên lượng xấu ha, thì khoảng chừng 1/3, chỉ có 1/3 trường hợp nó có cái tiên lượng tốt thôi, còn trên 15 thường nó có vấn đề gì đó nó gây ra cái dạng thất này, có thể là tắc cống não, có thể là một bất thường của cái thần kinh, ví dụ như não nhỏ của trẻ nào, hoặc là những cái nguyên trường của cái ảnh hưởng đến não thì nó gây ra. Thì tất cả những cái bất thường, những cái mà từ trung bình trở lên mình đều phải kiếm nguyên nhân của cái dạng thất này. Đôi khi mình sẽ không kiếm được nguyên nhân của cái dạng thất này mà mình tạm gọi cái bệnh lý này là dạng não thất. Tuy nhiên dạng thất nó là một cái hậu quả bệnh lý nào đó. Anh chị khi mà các chị thấy dạng thất thì anh chị phải đi kiếm cái bệnh bất thường nào đó gây ra cái dạng thất này. Và khi nếu không kiếm được thì các chị tạm gọi nó là cái dạng thất. Thầy, mấy cái số này có phụ thuộc vào tuổi thai không thầy? Cái số này là số thuyết thuốc của tuổi thai, nó phụ thuộc tuổi thai. Tất nhiên là cái nặng hệ thống nó thấp thì càng tuổi thai càng lớn thì cái hệ thống nó thấp nó càng nhỏ đi ha. Và khi mà mình thấy nó dạng thì mình phải đánh giá sau vài tuần, nếu mà nó thấy nó bình thường, nó giữ nguyên hoặc là nó nhỏ đi thì nó là chuyện tốt, còn nếu mà nó cứ lớn lên đó, thì nó là một cái vấn đề đáng chú ý.
sensibly. Cái từ này tôi cũng không biết được xem cái việc sao, tuy nhiên một số nơi ta sẽ gọi là bệnh một não thất duy nhất hoặc là bệnh không chia não, vâng vâng. Thì thật sự thì đặc trưng của bệnh lý này nó là sao? Hệ thống não thất duy nhất, như anh chị biết đó, một hệ thống não thất hoàn chỉnh thì nó sẽ được tạo được. Cái này là hệ thống não thất ở trong não ha, có còn một số cái hệ thống não thất ở bên ngoài. Tuy nhiên cái hệ thống não thất anh chị thấy não thất ba giữa đây là sừng trước não thất bên, còn đây là sừng sau não thất bên, còn cái này như tôi ngày tôi nói thì thái dương, cái này vị trí mình đo là độ giao giữa cái sừng thái dương với lại cái sừng vị trí này, sừng giao giữa sừng thái dương sừng sau và sừng trước thì người ta gọi là cái ngã tư não thất. Thì cái vị trí đo mình sẽ đo là chỗ này, thì nếu đây là một cái hệ thống nào biết là bị phân chia hoàn toàn, nó có được phân chia giữa hai cái bán cầu não, đây chính là thiên trước, đây chính là liên não ha, liên não. Và ở một cái bất thường không phân chia thì ta sẽ thấy là cái liên não của bé nó không được hình thành, có nghĩa là không có liên não ha, tất cả không có liên não hoặc là chỉ được tạo một phần. Thì ở cái thể nặng nhất là thể không có phân thủy, thì các chị thấy nó chỉ có một cái túi dịch nằm ở dưa nào, nó không tạo được cái sinh não hết và cũng không có liền não luôn. Đây là một cái bất thường rất là nặng. Cái hệ thống não thất chỉ là phản ánh một phần thôi, ngoài ra nó một số trường chỗ nó không phân chia luôn, ví dụ như là đồ thị nó sẽ không phân chia, và những cái phần não bên đây nó cũng sẽ không phân chia luôn, những cái thùy tráng thì chậm nó cũng sẽ không phân chia. Thì đó là cái bệnh lý hypersensibly ha, nó thể nhẹ hơn nó thì sẽ thấy được một phần liền não, cái não thất bên thì nó phân chia được cái thùy chậm, nghĩa là thùy sinh sau, cái sừng chậm cái sinh sau, cái sừng sáng dương cái sừng chậm, còn cái sừng trước không có hoặc không phân chia, và cái liền não nó cũng chỉ tạo được một phần, cái liền não phía trước không có ha, mà nó sẽ dính ở giữa hai cái bán cầu não, cái phần thùy tráng nó thế nào. Và cái thể nhẹ nhất thì nó sẽ tạo gần như đầy đủ của hệ thống não thất. Cái sừng trước thì nó hơi giống như là hơi sơ khai, còn những cái sừng sau thì nó tạo được liền não, nó cũng tạo được. Tất nhiên là những cái cấu trúc não khác sẽ có những chỗ dính ở đây, mình nó không giờ đây cái thành nó chỉ dạng hệ thống não thất thôi và không dạng những cái khác. Thì mặc dù ở cái thể nhẹ nhất thì nó vẫn có những cái chỗ nó dính nhau và nó sẽ vẫn cái cố gắng chức năng sẽ chậm. Một cái đây là cái mô tả của cái đó là sẽ thường có thể thấy đến với siêu âm thì chú ý những cái cấu trúc là cái đồ thị hay dính đồ thị. Cái não thất thì nó sẽ bất thường, nó sẽ một não thất duy nhất hoặc là có những cái thông thường những cái não thất sẽ không thấy điểm não và là liên bán cầu, và đa số những cái bất thường kiểu hypersensibly là không phân chia, nó sẽ đi kèm với những bất thường của mặt, tại vì như các chị biết là cái sự tạo của cái hệ thống não nó đi kèm, nó đi cùng với thời điểm như là cái tạo của mặt. Vì vậy khi mà không phân chia của hệ thống não thất còn thống hệ thống não thì nó cũng dẫn đến cái mặt cũng phân chia không phân chia, và sẽ dẫn đến những cái bất thường. Đây là hình ảnh của siêu âm ha, chị thấy đây là một cái hình ảnh của cái thể lớn nặng nhất là không phân chia, thì chị thấy nguyên một cái túi dịch nằm đây, nó không trở nên một cái não thất nào hết, và nó có một chỉ có một cái phần đồ thị nó cũng không phân chia hết. Chị thấy đây là cái đường giữa của cái đồ thị, bình thường cái đường giữa đồ thị nó sẽ phân chia hình thành thứ ba, thì nó chỉ phân chia đến một phần của cái đường giữa thôi, thì nó sẽ tạo thành cái hình loại không phân thủy. Còn đây là dạng mà phân chia một phần thì chị thấy nó cũng một loại thấp duy nhất ha, nó cũng vậy thôi, tuy nhiên nó sẽ tạo ra được cái sừng sau đây, ở đây thì nó cặp không phân thủy, cái đồ thị nó cũng chỉ phân chia một phần, và cái liền não nó cũng không có rõ ha, không có thấy được liền não luôn. Cái hệ mà không phân thủy là thể rất là hiếm ha, rất hiếm, thật sự thì phát hiện được cái này cũng rất là khó, tại vì nó một cái hệ thống não thất nó cũng gần giống như bình thường, nó chỉ có điều là nó lúc mà trên xưa mình cũng thấy một điều là dạng não thất thôi, dạng não thất một số người thì chẩn đoán dạng não thất, tuy nhiên những cái người mà xem kỹ á, người ta có thể phân tích được cái này là một hạng của cái thể không phân thủy, nó vẫn thấy được cái liên não, đây liên não của vị trí này, chị thấy nó thấy được chính là liên não có cái này khoan nó thấp xuống ha. Mình thấy được cái não thất bên, tuy nhiên cái não thất bên này nó sẽ thông với nhau, nên gì tôi nói là nó sẽ dính ở một phần nào đó, và đó là cái biểu hiện ở cái não thất thì nó sẽ có sự thông thương giữa cái não thất, cái thùy một số cái thùy nó sẽ dính và các
chị nếu chị để ý cái chuyện kiểm tra hết thì nó sẽ có dính ở đó trên cái nhà. Nó thường đi kèm với gì là sức mô nha, sức mô có thể đi kèm với là cái mắt gần nhau, cái mắt nó cũng không tách ra được, cũng là cái mắt nó sẽ gần nhau. Cái môi thường nó sẽ sức mô, một là sức mô hai bên hoặc là sức mô trung tâm, thường nhất là trung tâm ha. Còn hai là cái mắt nó sẽ gần nhau, mắt nó gần nhau hoặc là chỉ có một mắt duy nhất thôi, nó là gọi là cái hoặc là nó có những cái phần mũi của nó cũng không được tạo lên, nó tạo lên một cái cấu trúc nó nằm ở phía trên gần mắt ha. Gần vị trí của mũi nó tạo một cấu trúc, một cái mô nó nằm ở phía gần mũi thì nó là cái người ta gọi là trochlearis ha. Thì đó là cái bất thường của mặt mình có thể gặp ở trên cái bất thường này. Thì các chị như các chị biết là cái bất thường này được mô tả ở những cái sách vở rất là cũ của Hy Lạp. Người ta có một cái nhân vật người ta gọi là Santos, có nghĩa là người một mắt rồi. Thì những cái đó người ta mô tả đây là một cái giống người, chuột người mà chỉ có một mắt. Và tất nhiên là họ cũng rất là khổng lồ và có những cái hành vi rất là không có thể hòa nhập với cộng đồng. Thì những cái này từ tất nhiên là từ trí tưởng tượng của đoàn đường, tuy nhiên nó là một cái biểu hiện của những, có thể là những cái bất thường của thai nhi người ta thấy được và người ta đã chọn lên thành những cái nhân vật của huyền thoại. Thì đó là một trong những cái mà mình có thể biết được từ lịch sử ha. Thì cái bức thường này chẩn đoán rất là sớm ha. Thì các chị thấy đây là một cái thai khoảng 13 tuần. Các chị thấy đây là một cái hình ảnh của một cái não không phân chia. Các chị thấy một độ thị đây và cái hệ thống nó không phân chia hoàn toàn mà nó tạo nên một cái hệ thống não thức chung. Các chị thấy nó sẽ không có cái đồ thị thì các chị cũng không thấy điều não ha, thấy điều não các chị thấy một cái nó chung và tương thai rất là nhỏ ha. Còn 13 tuần các chị đã có thể chẩn đoán được cái bất thường này. Có một số người đã chẩn đoán sớm từ 10 tuần đã có thể nghi ngờ được cái bất thường này. Tất nhiên là khi mà thấy bất thường này ở tuổi thai nhỏ như vậy, các chị lại kiểm tra thêm những cái khác ha. Thì giống như tôi nói đó, tất cả những cái bất thường kiểu hormonogenesis đều đi kèm với lại bất thường của sọ mặt, nghĩa là đều môi đều có mắt gần nhau, đều có những cái đó. Tất nhiên không thể nào là có tất cả, đôi khi là không có thể tất cả, nhưng mà có sẽ có những cái một trong những đặc điểm phụ của bất thường của mặt. Thì vì vậy là cái chẩn đoán mà nó chính xác hơn ở cái tuổi thai rất là nhỏ. Tại tuổi thai nó nhỏ này, bệnh nhân bỏ thai nếu mà chẩn đoán này hầu như là bệnh nhân phải bỏ thai để mình chẩn đoán mình xác định nó chắc chắn hơn, thì mình phải đi kiếm thêm những cái bất thường khác ở bên mặt để cho cái chẩn đoán mình nó được nặng hơn ha. Thì khi mà mình thấy bất thường này mình nghi ngờ, mình cũng nên đi kiếm những cái bất thường khác ở cái vùng mặt. Cái bất thường như ba tôi cũng nói chị đây là cái bất thường chị nào ha. Bất thường này khá là phổ biến, thường ra nó là một cái đặc trưng của cái chị nào là mình sẽ thấy một cái khe hở bất thường ha. Khe hở bất thường đi từ hệ thống cái khung bên dưới ngoài đây chính là cái bao dưới dạ ha. Cái bao dưới dạ ở ngoài đó là màng cứng ở giữa. Cái như chị biết là một cái màng nào thì gồm có màng cứng nè, màng nhạy, màng sát dưới đây. Thì cái khoang giữa màng mềm với màng nhạy chính là khoang dưới dạ thôi. Thì cái chạy não thì là một cái bất thường, là một cái khe hở bất thường ở một bên hoặc hai bên bán cầu não mà nó đi vào cái thống nó thấp thôi. Cái cổ điển là sẽ đi vào thống. Tất nhiên có một số cái trường hợp nó không đi vào thống nó thấp thì tôi sẽ không bàn đây. Thì có một số trường hợp những cái tình người cổ điển thì nó là cái đường đứt, đường vỡ từ cái cổ cái nhu não làm tạo cái sự thông thương từ cái hệ thống khoang dưới dạ đi vào thống nó thấp. Ở đây cũng có một cái hình ảnh của cái đường nứt. Một số nếu mà những cái trường hợp mà người ta chỉ thấy được là nó tách ra hai cái nhu não vậy thì người ta gọi là chạy não hở, chạy não hở open lip, tức là mở cái nó có cái chạy não mà nó tạo ra cái đường nứt rõ ràng. Còn một số trường hợp đó nó có những cái chạy não mà khi mà nó mặc dù nó có đường nứt như vậy nó đi vào thông thoáng nhưng mà cái đường tổn thương này rất là nhỏ và hai cái bờ của cái tổn thương nó đóng lại và nó tạo nên một chỉ có một đường nhỏ thôi. Thì người ta nói đó là một cái chạy não kính ha. Chạy não
chính thì đôi khi mình sẽ không phát hiện ra cái trường trước sau và sau sau mình cũng phát hiện. Tất nhiên là mình vẫn sẽ có những cái nghi ngờ của cái tệ nạn, nghi ngờ của cái tệ nào, ví dụ như mình thấy không thấy băng con có đông xuống, không thấy bắt đông xuống, hoặc là mình sẽ thấy cái chuyện mình dạy đó thôi, mình đều có thể nghi ngờ đến một bất thường nào khác và sau sau thì có thể mình phát hiện là trẻ nào. Thì cái dạng thấp và cái mất quan xuống là một cái thường đi kèm với lại cái trẻ nào này, đôi khi các chị sẽ không thấy cái đường huyết này, các chị thấy dạng thấp và thấy mất quan phát thông xuống thì các chị đó, các chị sẽ nghĩ ngay đến cái có thể đây là một cái trẻ nào. Có thể như tôi nói là khi mà thấy dạng thấp thì phải đi kiếm cái nguyên nhân của dạng thấp, thì một trong những cái nguyên nhân có thể là trẻ nào đây chính là trẻ nào ha. Thì các chị thấy trên hình đây là người xưa của trẻ nào, đây là một cái trẻ nào hở. Ở đây là một cách ngang của cái kia thì chị thấy đây khoảng có thông xuống nó không đó hả? Chị thấy bình thường tôi nói là cái con xuống là một cái khoang ống kính, thì cái khoang này nó không được kính được, nó hở, nó không vừa với cái khoang thông xuống với cái hai cái sinh trước đã thấp lên. Thì đây là một cái bất thường ha. Cái đạo thấp này nó hơi dạng ha, nó hơi dạng, tất nhiên là đây cái bạn nó chưa đến 10, tuy nhiên nó hơi dạng. Biểu hiện là cái đã có cái bạn nó rớt xuống cái thành sau của đạo thấp, cái gì thấy nó nằm lên một cái thành của đạo thấp. Đây chính là biểu hiện của một cái nặng, cái nặng thấp nó hơi lớn. Thì đo kích thước ở đây có thể là trên 10 hoặc là dưới 10 một chút xíu. Thì ngoài ra mình sẽ kiểm tra hấp cấu trúc đạo, có thể thấy một cái đường hở của cái giữa hai cái nguyên môn đạo, nó đi từ cái khoa biến dạng như tôi nói là khoa biến dạng và đi thẳng nó phải thấp là thấp. Thì đây là một cái chạy nào ha, chỉ chạy đoán ngay chạy nào. Thì ở mặt cách cái hình này tôi vẽ một cái sơ thông viên thì được nó bị lệch rồi, cho nên cái chuyện chú ý nó. Thì cái đây là mặt cách ngang, còn đây là các cái trán ha, các trán các chị thấy các ngang các trán. Đó là cái bức thường thứ ba chị nào. Còn bức thường thứ tư muốn nói với các chị là bức thường khúc xạ thời gian ha, khúc xạ thời gian là bức thường khúc xạ bức thường rất là phổ biến ha, phổ biến khá là phổ biến. Các chị sẽ đọc nó khá là thường xuyên, một số thì sẽ có thể ra được bức thường này. Cái bức thường này nó cũng hơi đôi khi nó biến đổi nhiều và mình có thể bỏ sót nó. Cái thẻ chai, các chị biết thẻ chai đối với giải phẫu, các chị biết thẻ chai là gì? Đó là chất xám hay chất trắng hay là cái chức năng của nó là gì? Các chị biết không? Các ai biết về thẻ chai? Thẻ chai nó là một cái khối chất trắng nằm giữa hai bán cầu não ha. Nó sẽ cái này khi mình đi lên lên cái chương trình thì nó chạy được cái hình này, hình này nó bị sai rồi. Cái thẻ chai chính là cái khối chất trắng nằm ở giữa, nó là khối liên kết giữa hai bán cầu não. Thì nó gồm có như các chị nói hình cái giống như chuyện xe ngựa này, thì các chị thấy nó sẽ gồm có phần thân, phần sphenum là phần lồi thẻ chai, còn cái này đối thẻ chai, còn cái này là mỏ thẻ chai ha. Nó còn bốn phần này thì nó nằm ở giữa cái não, nó nằm giữa cái não là nó giúp nâng đỡ cái hai bán cầu não, cũng như là nó sẽ giúp cho cái sự tách biệt giữa hai bán cầu não, và nó tách biệt giữa hai bán cầu não ha. Và dưới đây các chị thấy này là cái vật trụ hoàn não ha, trụ hoàn não. Dưới đây là những cái khối, nói chung là ở đây là một cái khối chất trắng nằm giữa hai cái bán cầu não, giúp liên kết hai cái đạo lại với nhau. Tuy nhiên cái chức năng chính của nó thì mọi người tất cả đều không biết hết. Các nhà khoa học mặc dù có nghiên cứu rất nhiều về nó, tuy nhiên cái chức năng và chính xác nó để làm gì thì không biết. Chỉ biết nó là nếu là chất trắng thì nó có khả năng liên kết giữa hai cái bán cầu não với nhau. Nó sẽ cái việc chức năng chính thức của nó thì mọi người đều không rõ là gì hết. Định nghĩa của nó là cái sự khiếm khuyết của cái bốn thẻ chai. Cái dấu hiệu mà các chị thường các chị thấy gián tiếp là cái dấu hiệu mà không có băng trong suốt ha. Tuy nhiên tôi nói là cái băng trong suốt một cái băng rất là quan trọng, khi mà không thấy nó thì đó là một bất thường, và cái bất thường mà hay gặp rất là bất thường thẻ chai. Cái dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu giọt nước mắt ha, thì đó dấu hiệu giọt nước mắt là cái dấu hiệu của cái não thất bên nó sẽ bị biến đổi ha. Cái sườn sau nó sẽ rất là bự, trước nó nhỏ đi, nó rộng nhau ra thì nó tạo thành hình ảnh giống như cái giọt nước.
cái sự trước là các bạn tách xa nhau, cái dấu hiệu của cái hai cái bán cầu não bị tách ra nhau do cái thời gian nó bị phát xạ, cái sự liên kết giữa hai bán cầu não sẽ không còn được, nó làm cho cái tất cả hai cái bán cầu não tách ra nhau, thì sự trước là các bạn nó sẽ biểu hiện và cái sự tách ra vậy. Ngoài ra cái dấu hiệu trực tiếp đó khi nó bị cắt được cái cắt dọc dừa, như nãy tôi giới thiệu các chị là những cái mặt cắt cơ bản là mặt cắt ngang đồi thị, mặt cắt ngang đồi thấp bên ngang từ nào và cái cột sống thì không có mặt cắt này ha, mặt cắt mà mình để mình thấy được cái tay chai hoặc là mặt cắt chọc dừa, mặt cắt này thì nó là trong xương nâng cao của thần kinh và mình sẽ không học trong cái khóa này. Và nó là một cái mặt cắt để mà thấy được cái dấu hiệu của bất sản thời gian thì bắt buộc mình phải cắt được cái mặt cắt này. Thì để chính vậy thì anh chị quan trọng những cái mặt cắt ngang, mặt cắt gì đó thì anh chị sẽ thấy được những cái mặt cắt dấu hiệu gián tiếp này. Cái dấu hiệu gián tiếp là anh chị sẽ đập vào mắt đầu tiên để nghi ngờ cái bất thường này. Tuy nhiên để mà chẩn đoán cái này anh chị sẽ phải một là anh chị sẽ phải tập cái mặt cắt dọc dừa. Thứ hai là hoặc là anh chị sẽ gửi lên những cái trung tâm để có những cái chuyên gia để làm những cái chẩn đoán này. Thì như anh chị thấy ở trên hình thì bên đây là một cái hình não bình thường không có khoảng cách thông suốt. Đối với cái hình một cái bức xạ thời gian, các chị thấy cái khoảng cách thông suốt gần như nó đóng lại và nó không thấy được cái phạm khối nào trống ở đây. Và cái dấu hiệu thứ hai cái tôi nói với chị là cái dấu hiệu dọc cái mắt á, thì cái đây các chị thấy được cái xương trước nó thấp, thường các chị sẽ không thấy nguyên xương trước nó thấp đâu. Đối với cái trường hợp mà bức xạ thời gian, các chị thấy cái xương trước nó thấp rất là bự và nó tạo nên cái xương sau là thấp, thì cái xương sau là thấp rất là bự, xương trước nó thấp rất là nhỏ, nó tạo nên cái hình giống như cái giọt nước đó, giọt nước đây nè. Thì đó là cái dấu hiệu của cái kia giọt nước ha, giọt nước. Thì đó là cái dấu hiệu của một cái bức xạ thời gian. Ở đây ở cái hình đây các chị sẽ thấy cái hình này không phải là khoảng cách xuống ha, mặc dù ở vị trí này nó cũng có một khối mặt trống, tuy nhiên các chị thấy nó không có đáp ứng cái tiêu chuẩn của cái một cái khoảng cách xuống bình thường, có nghĩa là hình hộp nó chính. Thì cái này nó là một hình tròn đúng không? Thì cái này thật sự cái việc ở vị trí đây chính là cái nang của cái nang của thoái hóa của thời gian, nó tạo ra một cái nang ở vị trí này. Tuy nhiên đây không phải là khoảng cách xuống đâu, các chị chú ý một cái khoảng cách xuống bình thường thì nó không có là dạng này. Thì cái mình sẽ ở đây cũng sẽ mô tả là không thấy con nó xuống và cái vị trí nó xuống nó có một cái cấu trúc dạng ngang kết thúc và cái não thấp bên nó sẽ có những cái giọt nước nè. Rồi khi để mà quan sát được cái thời gian thì các chị đã cắt được một cách giọt dừa ha, cái giọt dừa đó nó cắt bằng cái hình vẽ đầu tiên tôi chỉ cho chị đó là cái hình thời gian ha. Thời gian bình thường các chị thấy nó đây thì gồm đây là cái phần đầu thời gian, thì thân thể trai, phần gối thể trai và phần mỏ thể trai ở vị trí này. Ở đây là thấp 3, ở đây là 3 mắt nó xuống ha, mắt nó xuống ở vị trí này. Khi mà bất sản thể trai, các chị khi mình nhìn sẽ không thấy được cái hình ảnh bình thường đó. Và các chị sẽ chỉ thấy một cái gì đó là mỏ ở vị trí này. Và cái não thấp 3 ở đây, thì đây là một hình ảnh của cái bất sản thể trai sẽ quan sát trên trực tiếp ha, qua các cục dừa. Đây là, hoặc là các chị sẽ tập một cái chị sẽ cắt một cái dừa và các chị một cái đốt lơ lên, các chị thấy hình ảnh của cái động mạch viền thể chai ha. Khi bình thường thì cái động mạch viền thể chai nó sẽ chạy trung quanh cái thể chai, khi mà cái thể chai mất đi thì cái động mạch này nó sẽ không còn cái vị trí, nó không còn cái điểm tựa của nó rồi, nó sẽ phân bố rất là bất thường như hình mình cảm ha, vì thấy nó sẽ phân bố rất là bất thường, tạo ra những cái giống như tia nắng mặt trời ha. Tạo những cái hình ảnh rất là phân bố rất bất thường của cái động mạch viền thể chai, nó không tạo được một cái đường cong như vậy của cái bình thường. Cho nên hình ảnh cũng bất sản thể chai qua cái các chị tiên lượng đối với bất sản thể chai thì tiên lượng sao? Thì thật sự bất sản thể chai thì khoảng 20-30% cái bệnh nhân sẽ đến là chậm phát triển tâm thần. Tuy nhiên cái như mình thật ra như tôi đã nói đó, là cái bức xạ thời trai là một cái thể trai là một cấu trúc mà ra chưa biết nó chức năng gì. Điển hình là một cái nhân vật như các chị biết là Kim Tích ha. Kim Tích là một cái bệnh nhân bị bức xạ thời trai cũng như là bức xạ thu nhỏ của tiểu não.
thì bệnh nhân này sẽ bị, mặc dù là sẽ hơi chậm phát triển tâm thần cũng như là vận động, cũng như là phối hợp giữa các cơ thể cũng không có được tốt, như là đấm nút giày, đấm nút áo, cài giày thì cũng rất là khó khăn, tại vì cái phối hợp thì tay với lại tay rất là kém. Tuy nhiên bệnh nhân này có một cái trí nhớ rất siêu phàm ha, và cũng như có những cái khả năng rất đặc biệt, có nghĩa là bệnh nhân này đọc rất là nhanh và nhớ rất là nhiều. Bệnh nhân có thể đặt cái cuốn sách xuống, mắt trái đọc trang bên trái, đó mắt phải đọc bên phải, đọc cuốn sách chỉ trong vòng một vài giờ thôi là có thể đọc hết và nhớ gần như hầu hết cái chi tiết trong cuốn sách đó. Thì ông này sống được đến 58 tuổi và mất. Tuy nhiên là ông cũng không có gia đình, không có gì hết. Tuy nhiên không có những cái rất là đặc biệt so với người bình thường. Và cái dựa trên cái nhân vật này thì Hollywood cũng đưa cái bộ phim, các chị chắc anh chị không biết, các chị có đọc cái CD này chưa, và những cái người tập niên 80s thì chắc sẽ xem cái này, thì là cái bộ phim Rain Man ha, là có hai là cái chuyện này, thì còn có phim này thì có diễn viên gạo cội là Tom Cruise với lại Dustin Hoffman. Thì các chị nếu có biết thì cái ở đây là hai cái anh em, thì ông anh thì bị cái vừa cái nhân vật kim tích á, thì ông đã dựng lên, thì ông này ông cũng bị chậm phát triển. Tuy nhiên ông cũng có một cái trí nhớ là siêu phàm, cũng như là khả năng tính toán là kinh khủng. Ở cái thời đại đó người ta sử dụng cái máy tính mà không thể tính lại ở ông này chỉ cần đọc một số đến hàng tỷ mà ông tính chỉ trong vòng vài giây thôi là tính được cái số đó. Và cái nhân vật này là dựa trên cái khả năng tính toán của ông thì giúp cho cái người em vượt qua được một số khó khăn. Nhưng cái đây là một cái hình ảnh của một cái nhân vật mặc dù có chút tổn thương nào, tuy nhiên họ cũng có những cái đặc biệt đó, đặc biệt ha. Vậy khi như tôi nói cái bất thường của sản phẩm mặc dù tiêu chuẩn nó có 20-30-36 cho phát triển, tuy nhiên nó còn một số thì gọi là bình thường. Một số bệnh nhân bệnh tiêu dũng vừa vui vừa theo dõi, mặc dù lúc này dài, tuy nhiên là trong ba là cuộc sống bình thường và cũng chỉ không có biểu hiện gì là cho phát triển. Thì đây là một cái tóm tắt của cái chia sẻ của cha. Thì tóm tắt của những cái bất thường tôi mới mô tả thì gồm có dạng và thấp, thì dựa trên cái đường kính ha, thì nó dạng thấp dựa đường kính. Thì đó, Molecular Density thì mình dựa trên những cái đặc điểm của nó, một không phân chia, một là thấp, không thấy liền não, cái não không phân chia, và cái quan trọng nữa để mình xác định chẩn đoán đó là cái bất thường sọ mặt ha, bất thường về mặt. Chế não thì mình sẽ chủ yếu là mình thấy cái đường phản trống đi từ cái não, từ đường phản ống và ở vi mô não và thông đến não thức bên, từ nó xuất phát từ cái văn dưới nhện. Bất sản thể da thì mình sẽ thấy cái dấu hiệu gián tiếp là dấu hiệu là phương mắt, không thấy con nó trong suốt. Còn dấu hiệu trực tiếp thì mình phải cắt được cái mặt cắt tục dựa để thấy không thấy cái thể da độ mặt gì của da. Mặt cắt ngang tiền đạo, mặt cắt ngang tiền đạo, mặt cắt ở cái phần hố sau. Chứ những cái lại mình nói là đều những cái bất thường tổn thương phía trước đó thì đều là tổn thương của cái hệ thống người ta gọi là phức hợp trước, là của tổn thương của cái hệ thống của hoa mắt trong suốt, của những cái khúc ở phía trước. Thì cái mặt cắt này là những cái mình sẽ tầm soát những bất thường của cái phức hợp sau, thì nó bao gồm của cái tiền đạo ha, bao gồm tiền đạo, mặt cắt ngang tiền đạo mình chỉ biết mình chẩn đoán những bất thường tiền đạo của thuyền nhỏ của hố sau. Thì đây là những cái cấu trúc của cái phần sau, thì mình phải dựa trên mặt cắt này. Thì mô tả mặt cắt này để mình thấy được thì mình sẽ thấy được hai cái bánh cầu tiền đạo cân xứng ha, đây là hai cầu tiền đạo cân xứng ở giữa hai bánh tiền đạo là một cái thì nhỏ ha, còn dưới và sau của cái hai bánh cầu tiền đạo chính là cái hố sau. Cái vùng để mà đo được cái hố sau này mình phải cắt mặt cắt một là nó cái vị trí, và cái vị trí là mình thấy được hai bánh cầu tiền đạo cân xứng, mình không thấy được cái nào thứ bốn ha, nó bốn ở vị trí bạn này ha. Nếu mình cắt sai mình sẽ nếu mình cắt thấp hơn á, mình thấy được cái não thấp tổn này. Lúc này thì mình vẫn thấy được hai bán cầu tiền đạo, thấy được nhỏ. Tuy nhiên khi mình đo đạt cái kích thước này thì nó không có hợp lý và nó sẽ không chính xác. Để mà cắt, để mà đo được chính xác
xác thì mình phải cắt sao để thấy được hai món thịt nó sống với thịt nhỏ và không thấy là nó đúng, thì lúc đó mình nên mới sử dụng để mình đo đạt. Còn nếu mình cắt thì mình vẫn có thể quan sát được nhưng mà đo đạt thì nó sẽ không chính xác. Thì ở đây mình sẽ đo đạt cái gì? Mình sẽ đo đạt cái đường kính âm tiền đạo. Và để đường kính âm đạo thì con nửa đầu của thai kỳ, có nghĩa là từ đầu thai kỳ là 14 tuần cho đến 14 tuần cho đến khi mà 21 tuần gì đó, thì nó sẽ tương ứng với tuần thai ha, cái đường kính âm đạo. Bao nhiêu, ví dụ như 21 thì tương ứng với tuần thai, 21 tuần, 20 thì tương ứng 20 tuần, ví dụ vậy. Thì thường là cái đường kính âm đạo nó sẽ tương ứng với tuần thai trong nửa đầu thai kỳ, còn nửa sau thai kỳ nó không đúng được. Thì thường là cái nạp tiền đạo sẽ lớn hơn như là cái thai, ví dụ như 33, ví dụ tuổi thai mới có 30 tuần, nó là tới 33. Cái hố sau thì nó có một cái hố sau thì nó sẽ mình sẽ đo được từng cái vị trí ở cái thùy nhỏ cho đến cái bàn xương phía sau. Thì bình thường cái kích thước hố sau này nó cũng sẽ dưới 10 mm, nếu mà trên 10 mm thì mình nói là bình thường ha. Thì chút nữa có thường thì tôi sẽ giới thiệu sau. Thì đây là hình ảnh của cái cắt của cái mà cắt kia, thì chị thấy khi mà cắt, khi mình cắt thì mình sẽ đưa cái đầu dò xuống sau. Thì ở dưới vị trí này các chị thấy cái số cái bên trong đấy chính là cái nóng tốn ha, nóng tốn. Và như tôi nói để cắt nóng tốn mình không nên thấy nóng tốn này, để mình đo đạt đó mình không nên thấy nóng tốn. Còn quan sát thì mình có thể cắt lên cắt xuống mình xem. Để nói về cái phương thức vị trí này rất là quan trọng mà các chị phải nhớ, đó là chị thu nhỏ tiền đạo ha. Thì nhỏ tiền đạo là cái phương thức nó nằm ở vị trí, nó nằm ở giữa cái hai lá số tiền đạo, nó là phương thức đặc biệt, nó là phương thức đặc biệt vì nó rất là nhiều thùy ha. Trên nếu đọc giải phẫu nó gần tới mấy thùy rồi, và cái thùy mỗi thùy nó có chức năng riêng. Tuy nhiên chức năng chung nó là phối hợp vận động. Cũng như tôi nói cái bệnh nhân chưa biết nó là sở dĩ nó không phối hợp vận động được, đó là do của tổn thương của cái tuyến nhỏ mình được, chứ không phải chỉ có cái bất sản thành da. Thì cái tổn thương của tuyến nhỏ này sẽ giúp cho cái nhỏ này sẽ giúp cho cái chức năng của nó, sẽ giúp cho mình phối hợp giữa tay chân, giữa những cái cơ phần của mình này đi đứng. Nếu mà người mà bị tổn thương của tiền đạo hoặc tiền nhỏ thì sẽ hiện đó là đi thật đều, cũng như là đi siêu siêu giống như người uống rượu vậy đó. Thì cái tiền nhỏ này nó một cái chức năng rất là quan trọng. Tuy nhiên khi mà tổn thương tiền nhỏ này nó sẽ mất, nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều hơn nữa so với chỉ cái việc mà không phối hợp được, nó sẽ tổn thương rất nhiều thứ. Đây là đạo của cái thứ. Một cái bức thường và cái vùng sau này thì nó gồm có hai bức thường. Tôi giới thiệu chị là dạng hố sau và cái kiểu hố cơ. Dạng hố sau giống như tôi nói, nó cũng chỉ là một bức thường kiểu do kích thước thôi, có nghĩa là khi mà kích thước của hố sau là trên 10 mm thì nó gọi là dạng hố sau. Tất nhiên mình phải bảo đảm một cái điều là cái cấu trúc thùy nhỏ bình thường, khi mình thấy cái cấu trúc thùy nhỏ ở vị trí này mình đo kích thước này trên 10 mm thì có thể chẩn đoán nó dạng hố sau ha. Nếu mà cái tổn thương thùy nhỏ được thì nó là một cái bệnh khác. Tuy nhiên nếu mà thùy nhỏ không bình thường, thùy nhỏ đây nha, bình thường thì đây là dạng hố sau luôn còn thôi. Cái dạng hố sau này các chị sẽ gặp rất là nhiều ở mấy tháng cuối, các chị xưa nếu thầy thấy dạng hố sau này xảy ra rất nhiều, có thể do cái hệ thống của cái sinh sản phát triển nhanh hơn so với cái lúc nào, dẫn đến là cái những cái phần của cái quan dịch của cơ thể, ví dụ như là hố sau nó sẽ cảm giác nó hơi bự hơn, và khi đo cái nó là lớn hơn 10. Tuy nhiên cái thùy nhỏ nó hoàn toàn bình thường, thì cái này nó có thể coi là bình thường hơn, có thể là cái dạng biến độ bình thường hơn. Tuy nhiên có khoảng 10% dưới 10% thì cái dạng hố sau này nó có thể nó dẫn đến là em bé nó bị có thể rối loạn về chức năng vận động sau này. Tuy nhiên đa số là bình thường thôi, đa số thì các chị có thể yên tâm các chị tư vấn sản phụ và cái dạng hố sau ở số điện thoại muốn là có khả năng bình thường và cũng không có gì đáng sợ, cũng không nhất thiết bắt bệnh nhân đi tập ốm hay là làm gì hết.
cơ ha. Thông thường là đi qua cơ. Bất thường này thì nó xảy ra là nó xảy ra khi mình thấy một là cái khối sau nó rất là lớn ha, khối sau rất lớn thì mình đo đạt cái khối này thì chắc chắn là trên 10 rồi. Ngoài ra một cái điều mà mình phải chú ý đó là phần thuyền nhỏ này sẽ không thấy ha. Đây là hai bán phần thuyền đạo, phần thuyền nhỏ không thấy. Thì cái khối sau lúc này nó rất là lớn, nó tạo ra chữ V ha. Thì đây là một cái dấu hiệu gợi ý của một cái bất thường để đi quốc cơ. Thì để mà thấy được cái phần thuyền nhỏ ở vị trí này thì mình sẽ không thấy được trên cái mặt cắt ngang. Tuy nhiên để mà mình chắc chắn là cái thuyền nhỏ này nó bị mất hay nó còn mất một phần hay mất hoàn toàn thì mình phải có một cách mà mình làm được khó khăn hơn, đó chính là một cách chọc dựa mình kiểm tra. Thế nhưng mà với cái hình ảnh gợi ý khi mà cắt ngang này và cái hố sâu rất là rộng cũng như cái thuyền nhỏ vị trí nào không thấy cái thuyền nhỏ vị trí này và cái nạp thực cái đảo thấp 4 là vị trí này nó thông thường với một hố sâu và nó tạo nên một cái hình chữ V như vậy. Mình chỉ có thể ghi lời là một thường trên quốc cơ mà các chị gửi lên ra những trung tâm lớn hơn để chẩn đoán. Tuy nhiên để chẩn đoán được cái gì thấy mình phải cắt được một cái chiều ha. Mà các chiều bình thường các chị thấy cái thuyền nhỏ nó sẽ như vậy này, như vậy. Nếu mà có những cái tổn thương của thuyền nhỏ thì cái thuyền nhỏ nó sẽ biến đổi cấu trúc ha. Nó chỉ còn nhỏ là mình dựa trên kích thước là một phần, dựa trên cái hình dạng nó là cái thứ hai để chẩn đoán nó có bị tổn thương hay không. Thì khi nó tổn thương mất một phần hoặc là mất một phần hoặc là mất hoàn toàn thì mình sẽ chẩn đoán là một Dentin Walker. Tất nhiên nó còn một số tiêu chuẩn khác của Dentin Walker nữa, ví dụ như là cái lời truyền đảo bị đẩy lên cao, hố sâu nó dạng hình dạng nang, thì nó sẽ những cái tính chất đó thì giúp mình chẩn đoán cái Dentin Walker này, hoặc là những cái bệnh lý biến đổi của Dentin Walker, ví dụ như Dentin Walker gradient hay là thủy sản thủy nhỏ, thì những cái đó thì nó thuộc cái chẩn đoán gọi là bộ siêu nâng cao. Còn nếu so với những cái hạn cắt ngang này các chị cũng có thể nghi ngờ được cái bất thường này rồi, chứ không nhất thiết là phải cắt cái qua cắt này. Tuy nhiên khi cắt qua cái này thì chị sẽ chẩn đoán được nhiều cái dạng hơn ha, nhiều dạng hơn và chẩn đoán chính xác hơn. Tôi tóm tắt lại thì cái bất thường thì nó cũng gồm hai cái là cứng nó sâu lớn hơn người thì cái dạng nó sâu và cái nhẹ thì độ nó là tốt. Nếu mà xuất hiện tại tháng cuối ha, nếu mà xuất hiện tại tháng cuối bất thường cái quốc cơ thì nó sẽ có cái hình ảnh là trẻ nó sâu và nhỏ hết thì đây là cái đặc điểm để mình chẩn đoán. Mà cắt ngang cuộc sống, mà cắt ngang cuộc sống thì nó đây là một cách chủ, nó mặc dù nó là của hệ kinh thì nó lại nằm ở vị trí cuộc sống. Thì các chị biết hệ kinh trung ương thì nó gồm hai phần nào của vị sống, thì nếu mà tổn thương bất thường ở phần nào của cái hệ thống thần kinh trung ương đều gọi là bất thường thần kinh hết. Thì cái mặt cắt ngang cuộc sống thì là một mặt cắt chính giữa ha. Nãy giờ mình cắt mặt cắt ba mặt cắt của não thì đều là mặt cắt ngang. Tuy nhiên mặt cắt ngang cuộc sống thì mặt cắt dọc cuộc sống này thì là mặt cắt chính giữa. Thì để thấy là cái mặt cắt bình thường thì anh chị sẽ lấy là hai cái gai sống và thần sống liên tục tính tận cái từ cổ cho đến từ cuối cùng. Và cái phần điều trị thì thường kết thúc ở số thứ tác động thứ hai thời gian dùng cái lời cái mô tả của cái mặt cắt bình thường. Thì tất nhiên vậy cho các chị thấy hình thì các chị mới tưởng tượng ra được đây là cái hình của cái mặt cắt cuộc sống. Các chị thấy đây là cái dưới đây chính là cái thân sống ha, cái trên đây chính là cái gai sống, trên đây chính là cái gai sống ha. Còn cái này là phần da ha, da. Còn cái đen đen bên trong đây chính là cái chóp tủy ha. Thì các chị khi mà cái gì để mà cắt một cách chị chẩn đoán đây một cách bình thường thì đây không phải một cách một dựa trên một mặt cắt mà là một cách mặt cắt rộng ha. Các chị phải cắt qua cắt lại thì chị mới nhận ra được. Thì các chị sẽ thấy đây là cái thân sống nó sẽ tương ứng với cái gai sống ha, một thân sống tương ứng với gai sống. Không có chuyện là khi có đây có thân sống ở trên đây không có ha, cái đó là một bất thường rồi. Khi mà chị cắt ở vị trí nào mà chị thấy dưới có thành sống, trên ra sống nó không đúng, có nghĩa là nó bất thường thì có thể nó sẽ bất thường của cuộc sống hay bất thường của thần kinh. Tuy nhiên các chị khi mà bị cắt qua cắt lại thì thấy nó không tướng, cảm giác không tướng, nó là vấn đề. Ngoài ra các chị chú ý cho cái phần da này, nếu mà da này liên tục thì nó mới là bình thường,
Còn nếu trên da thì có lồi được một cái khối nào đó thì đó là bất thường ha. Thôi bất thường thì bất thường của nó cũng rất là nhiều, có thể nó là những cái phần tổn thương của da thôi, cũng có thể nó là tổn thương của cuộc sống. Thì các chị phải chắc và kiểm tra rất là kỹ để chị xem cái tổn khối ung thư trên da đó là tổn thương gì. Ngoài ra một cái chuyện mà lưu ý nữa trong cái chẩn đoán này chính là cái phần chóp tụy ha. Chóp tụy là rất là khó thấy khi nhịp cắt, các chị phải chỉnh cái mặt cắt nó hơi rộng, nó hơi lệch một chút xíu thì chị mới thấy được chóp tụy. Tại vì nếu mà chị cắt thấy được cái trên gai sống dưới thân sống thì cái phần chóp tụy bị che đi rồi, các chị phải tách ra một chút xíu thì các chị mới thấy được cái phần chóp tụy. Cái phần chóp tụy cả một đen đen này thường nó kết thúc ở cái vị trí cuộc sống cùng thứ hai. Làm sao các chị biết được có cái vùng thứ hai thì có hai cách. Thì như các chị biết là một đến trên, mình đến từ trên xuống dưới, hai đến từ dưới lên trên. Tuy nhiên cái vị trí này thì các chị biết là nó nằm phía dưới nhiều hơn phía trên, cho nên đến lên trên thì chị sẽ dễ bị sai, nhất là trên thang di chứ không phải trên hình X-quang, các chị sẽ rất là dễ đến sai vì mình sẽ đến từ dưới lên. À, dưới lên thì cái đốt sống cuối cùng các chị thấy được là đốt sống L S4, không thấy được S5. Theo lý do là sao? S5 vào lúc thời điểm này thường nó sẽ không có được vô hóa, là chỉ là biến sụn thôi, mà chị sẽ không thấy được dường. Chứ đốt sống mà chị thấy được cuối cùng chính là S4. Mà chị đến được thì cái vị trí của cái chóp tụy thường nó nằm ở khoảng L2, có thể nó xuống chút xíu L2, L3, nhưng mà nó không xuống thấp quá. Nếu mà xuống thấp quá thì nó là một cái tụy ở thấp. Tụy ở thấp thì nó cũng là nghi ngờ của tổn thương của hành kinh. Thì đó là những cái bình thường ha, cho nên nói đó với chị là cái bình thường thôi. Thì cái một cái bệnh lý mà mình có thể gặp ở cái bệnh lý ở cái bệnh tổn thương mà các bạn chỉ là cái chẹo sâu và bilirubin những cái chị biết. Mình nói với thai phụ uống sắt chứ lại uống acid folic chính là một cái chất chủ đề ngăn ngừa những cái bệnh lý của cái đóng ống thần kinh. Thì đó là một trong những cái đóng thần kinh mà mình có thể được nói đến chính là cái chẹo cuộc sống. Ngoài ra có một số bệnh lý đóng ống thần kinh liên quan đó là cái đóng bọc sọ, chính là cái bệnh lý thai phụ sọ. Thì cái uống acetylic này nó sẽ giúp bổ sung cái chất đó là làm cho mình giảm cái nguy cơ của cái bệnh lý này. Thì nó có nhiều cái loại chẹo cuộc sống. Chẹo cuộc sống đóng hoặc là chuyện khối thất, nó còn có khối thất vị không quý vị. Thì như cái tôi nói đây thì chủ yếu là tôi nói về cái chẹo cuộc sống mở ha. Chẹo cuộc sống đóng không nói tại vì lý do vì nó rất khó phát hiện ở trước sau. Cũng tất nhiên là có, đối với những người có kinh nghiệm thì đều có chẩn đoán được cái bất thường chẩn đoán sống đóng trước sau. Tuy nhiên ở cái cấp độ mà mình chưa cơ bản mình sẽ không có khả năng chẩn đoán được cái bất thường đóng trước sau đâu, tại vì nó rất là phức tạp. Nhưng mà có một điều nữa là cái tốt ở đây là chẩn đoán sống mở thường nó sẽ gặp đến hậu quả nó nghiêm trọng là em bé nó sẽ bị liệt từ cái đoạn mà bị tổn thương nó xuống. Còn đối với chẩn đoán sống đóng thì thường là nó sẽ không phát hiện được trước sau. Tuy nhiên sau sanh cũng rất là khó phát hiện, cũng như là nó sẽ cũng không có tổn thương về thực thể. Nó sẽ có tổn thương sau này nhưng mà nó không có tổn thương sớm, có nghĩa là nó sau sanh thì nó không còn chưa có tổn thương gì hết. Có thể 1 tuổi 2 tuổi thì bắt đầu nó sẽ hiếu liệt của đó, bắt đầu mình mới phát hiện ra nó có bất thường về chuyện cuộc sống đó. Tuy nhiên nó sẽ không có gây ra tổn thương liền. Trong khi chạy cuộc sống mở nó không những nó tổn thương cái phần liệt ở phần dưới tổn thương, nó còn dẫn đến chậm phát triển, tại vì nó gây giảm áp thấp cũng giống như là nó đè vào cái thứ nhỏ và nó dẫn đến là bệnh nhân sẽ không có đi được không phối hợp được. Thì cái tôi sẽ chỉ nói với anh chị là cái chạy cuộc sống mở thôi, còn chạy cuộc sống đóng thì sẽ không nói. Cái khối có lớp vị không có vị như tôi nói với anh chị á, thì khi mình chú ý trên cái mặt cắt của cái cuộc sống thì mình ngoại trừ chú ý đến những cái sự liên tục của thân sống, chú ý đến cái chóp tụy, mình còn chú ý đến cái phần da ha. Phần da nếu mà nó có một cái khối tổn thương ở vị trí phần da thì mình phải nghĩ ngay đến đây là một cái tổn thương của hệ thần kinh chạy cuộc sống. Thì mình sẽ kiếm cái sự kết nối giữa cái khối tổn thương này với lại cái phần tụy sống bên trong. Thì cái nếu mà chị thấy một cái khối nằm ở vị trí đây thì chính là cái dạng chạy cuộc sống mà có khối thoát vị ha. Còn nếu mà
cái chị không thấy khối tổn thương đó mà chỉ thấy tổn thương của cái cuộc sống thôi, thấy cái đứt đoạn của phần da thôi, thì đó là chị cuộc sống mà không có thói quen. Đó là cái phân loại, nó là phân loại nó làm nhàn xíu hơn. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà cái tôi bình thường là tôi nói với chị là cái gì, chú ý là ok rồi. Dấu hiệu của cái chị cuộc sống nó cũng có dấu hiệu gián tiếp và dấu hiệu trực tiếp. Dấu hiệu gián tiếp các chị thấy là nó là giảm thấp, nó cũng bị giảm thấp, giống như nói giảm thấp là một cái gì đó nó bao gồm rất là nhiều thứ trong đó, là tùy mình có kiếm được nguyên nhân không, nếu không kiếm nguyên nhân thì nó giảm thấp. Dấu banana sai thì trước mọi người anh chị các chị hố sâu thì nó sẽ nhỏ đi hoặc là không ra được, cái đầu nó có hình dạng nó sẽ bất thường ha, nếu giống như thái chân vậy đó, đầu nó thường nó nhỏ đi, tại vì những cái khối nó mặc dù như tôi nói cái não hệ thống não nó thoát biệt ra ngoài thì sẽ dẫn đến biến đổi hình dạng sọc và dẫn đến cái đầu nhỏ đi, biến đổi cấu trúc não luôn, thì đó là cái dấu hiệu đầu nhỏ, dấu hiệu thứ hai. Còn dấu hiệu trực tiếp thì chị thấy cái sự tác động của cái thân sống và gai sọc, nó tác động giữa cái hai cái gai sọc tác động ra, lúc đó các chị xin cái mặt cắt chọn giữa các chị sẽ không thấy tương ứng giữa cái thân sống với gai sọc, và sẽ thấy một cái cấu trúc bị của cuộc sống. Thì đây là hình ảnh của cái trẻ cuộc sống họ mà có cấu trúc bị ha, chị thấy ở cái vùng da nó sẽ mất liên tục và nó có cấu tổn thương ở vị trí này. Chị thấy cái đây dưới là thân gai thân sống, cái gì thế nó không phía trên không có gai sống tương ứng với đó, không có gai sống tương ứng với đó. Còn ở vị trí này là cái tiền đạo, nhưng cái giờ chị cắt biến á, là khi mình cắt thì thấy hai cái bán cầu tiền đạo tương xứng với nhau, thì ở đây mình sẽ không thấy cái bán cầu tiền đạo nữa, mà mình chỉ thấy có một cái khối hình cái này nó bị chút bị trở lại như này với chị. Cái này nó bị hơi cho nên nó không có được cái chương trình này nó không chạy được cái của tôi, nó bị vẽ kiểu hơn. Thì cái đây cái hình của cái tiền đạo nó tạo ra cái hình nó nhỏ đi, cái tiền đạo nó sẽ không còn do cấu trúc của hai cái bán cầu tiền đạo như trên này tôi có chỉ hai chị này. Cái bán cầu tiền đạo bình thường mình sẽ thấy nó như vậy ha, khi mà nó bị cái bất thường chịu sống thì cái hố sâu này sẽ mất đi, cái hai bán cầu là nó sẽ nằm sát cái bàn sinh sọ, nó ép lại, nó tạo thành cái hình giống như cái lá chuối ha. Thì ở đây các chị thấy là ở đây các chị thấy là cái hình của cái bán cầu điện đạo nó giống như cái hình trái chuối ha, thì đó là cái dấu hiệu banana sai. Còn đây là cái dấu hiệu cái hình ảnh trực tiếp là hình ảnh của cái khối thoát vị và cũng như cái thân sống và cái giống cái da sống. Thì hình sau xanh thì sẽ nó là một cái tổn thương da, ở đây là nó không có cái vấn đề ha, nó chỉ là một cái tổn thương ở vùng da, mất cái da nó sẽ thẳng cái cổ da nó sẽ chống hoàn toàn và rơi xuống cái hình cái vị sống này luôn, và cái hình ảnh cái chống nó sẽ tổn thương toàn bộ cái hệ thống cái vận động của cái phần dưới tổn thương, cũng như là nó sẽ có thể phản ứng cũng như là tổn thương phần não phía trên. Thì để kết luận thì chị cũng nói chị đây bất thường thần kinh bất thường rất là phổ biến và đa dạng ha, đa dạng giống như tôi giới thiệu chị có vài bất thường thôi mà chị thấy nó cũng lùn tùn đúng không, thì nó còn nhiều hơn nữa ha, nhiều hơn nữa rồi nếu có nói nhiều quá nó chị sẽ không muốn nhớ rồi và cũng như là sẽ không có chẩn đoán được. Nhưng mà với những cái siêu âm những mặt cắt mà cơ bản bốn mặt cắt như tôi giới thiệu với chị đó, thì nếu mà để ý thì có thể giảm trừ được khoảng 80% của người mà đạo, và giúp cái những cái chẩn đoán của đạo mình nếu mà chẩn đoán được thì mình sẽ giúp cho tiên lượng bệnh nhân rất là tốt, mình sẽ giúp cho tư vấn bệnh nhân cái hướng điều trị, hướng xử trí sau này. Các anh chị có câu hỏi nào về cái này không? Cái đường này có anh hỏi cái đây là thân sống hay gà sống hay đường gì ha? Cái đường này đường cái
cái này nó là gì là nó làm giả thôi, thì đối với này làm giả thôi. À, còn thật sự đi dưới cái đường này thì như các chị thấy trong một cái cấp bình thường các chị cũng không thấy, à, thì nó không thấy nữa. Cái đó là cái có chị không có được gì, cô đang lắng cái hình ảnh gì đó và cũng có nó có ý nghĩa gì cái chẩn đoán cũng không để ý nó gì nữa. Chủ yếu là chị chú ý đến cái phần chú ý đến cái học thật sống và đời sống thôi. Các chị có người đàn làm về xương ông sản, 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 chưa ông sản về sản phụ khoa. Các chị nào chắc ở đây có những có bác sĩ sản đúng không? Bác sĩ sản thì có làm về xương ông sản bây giờ chưa? Các chị cũng làm về xương sản. Thật sự thì siêu âm sản nó đối với những cái bác sĩ sản thì thường là người ta sẽ cũng chủ yếu là cái mức độ đau đẹp thôi, còn những cái bất thường thì nếu mà những cái người không phải gọi là phytomycin thì những người mà điều trị ở bệnh lý thai thì ta cũng không có quá quan tâm đến cái những bất thường gì. Chủ yếu là khi mà thấy nó hơi lạ lạ thì gọi cho những bên siêu âm chẩn đoán, còn đa số thì thật sự cũng không có chẩn đoán chính xác nó là gì. À, tuy nhiên một số người rất là giỏi chứ không thôi, mặc dù chỉ là khám sản nhưng mà lại phụ nhận ra được những bất thường nó là loại gì luôn. Thì nếu như mà ở đây các chị sẽ biết được những cái tiêu chuẩn của chẩn đoán của những cái bất thường này và các chị có thể gợi ý được cái bệnh lý nó là cái gì, và có thể biết được cái nào cách chẩn đoán có đúng hay không. Ví dụ như các chị nghi ngờ có tổn thương của thu nhỏ, các chị gọi đến mà thấy cái người mà các chị chưa hỗ trợ các chị mà không có cắt được mà các chọn dựa thì chắc chắn là các chị không thể tin tưởng vào cái kết quả siêu âm của người này được. Vì đối với nguyên tắc của những cái chẩn đoán của cái bất sản đẹp trai nên đi quốc cơ thì bắt buộc gần như chắc buộc các chị phải cắt được mà các chọn dựa các chị chẩn đoán. Tuy nhiên các chọn dựa có thể là cắt trực tiếp các chị cắt bằng chân siêu âm đọc hoặc là các chị tắt bằng 3D hoặc là các chị sử dụng MRI thì đều có thể được. Tuy nhiên nếu mà không tắt mà không điều chữa thì cái chẩn đoán của cái bác sĩ đó sẽ không có chính xác và cũng không đáng tin cậy. Thì cái bất thường về thần kinh thường nó sẽ hơi không biết các anh chị có thấy nó rắc rối hay là thấy nó được dễ được biết không, mà nó thường nó sẽ đây là những cái đơn giản nhất ha, cái đơn giản nhất thôi, mà một số cái nó phức tạp hơn nữa. Thì tôi chỉ dám giới thiệu chị loại cái thôi, nếu giới thiệu nhiều quá các chị sẽ không phân biệt được là cái nào là cái nào hết. Thì sẽ rất là khó các chị